Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính phóng viên kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trên nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn tỉnh tồn tại những chiếc biển quảng cáo, truyền thông ngoài trời bị rách tả tơi, trơ trọi, chỉ còn khung sắt rỉ sét, xuống cấp, trông nhếch nhác, lộn xộn, thậm chí có nguy cơ mất an toàn cho người đi đường và người dân ở khu vực xung quanh. Biển quảng cáo này là của các sở ban ngành quảng cáo ở đây rất là lâu rồi, thế nhưng mà cái vấn đề rách hỏng cũng 3-4 năm nay rồi. Đối với lại địa phương với lại chuyên môn thì cũng đã báo cáo lên huyện, lên các sở, lên sở rồi để sở về sửa chữa, thế nhưng đến nay thì vẫn chưa sửa chữa, nó làm ảnh hưởng đến cái mỹ quan của địa phương. Hiện nay là đầu làng thôn Lục Xuyên, nó một cái biển của khu công nghiệp, hiện nay nó rất là tách nát. Vậy chính quyền và địa phương thôn Lục Xuyên là muốn đề nghị là bên công trình là nên thay đổi để cho cảnh quan môi trường của thôn Lục Xuyên cũng là nó phong quang sạch đẹp mà nó đảm bảo về công tác môi trường. Cái biển này rách nát lâu chưa mà các bác đã đề nghị này? Biển đã rách nát được khoảng tầm 2 năm rồi, nhưng về mặt chính quyền địa phương đã đề nghị nhưng bên dự án công trình chưa thay đổi. Cho nên để đảm bảo cũng chuẩn bị cho ngày 18 tháng 11 ngày đại hội nhân dân thì đề nghị bên dự án có kế hoạch thay đổi và lắp biển lại cho nó đẹp đẽ, phong quang khu vào khu dân cư của thôn Lục Xuyên. Do tiếp xúc trực tiếp, thời tiết đáng mưa lại không được nâng cấp chỉnh trang sửa chữa nên nhiều biển quảng cáo và truyền thông đã xuống cấp và nhếch nhác. Những tấm biển quảng cáo tả tơi, rách như sơ mướp, chỉ còn trơ bộ khung, không còn nhận ra trước đây quảng cáo sản phẩm gì hay truyền thông về nội dung gì. Như thế này tồn tại nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh. Quảng cáo trực quan là nhu cầu không thể thiếu trong hoạt động truyền thông, kinh doanh, thương mại dịch vụ. Vấn đề là quảng cáo phải đúng nơi quy định chứ không phải ở chỗ nào cũng tận dụng để quảng cáo. Sự lộn xộn trong hoạt động quảng cáo, truyền thông ngoài trời đang tạo ra một thứ rác đô thị mà ai nhìn vào đó cũng thấy khó chịu. Mà nguyên nhân chính một phần xuất phát từ những bất cập trong công tác quản lý. Một số đơn vị hộ kinh doanh vì lợi ích trước mắt mà mạnh ai nấy làm, thiếu đi sự kiểm soát của cơ quan chức năng, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, đưa hoạt động quảng cáo truyền thông ngoài trời đi vào đền nếp. Chuyên mục ống kính phóng viên kỳ này xin được phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.